Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói nhà thơ đột ngột qua đời. Chiều ngày 20 tháng 4, ông có lịch làm việc ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhưng gần đến giờ vẫn không xuất hiện. Ekip không liên lạc được với ông. Người thân đến nhà khoảng 15 giờ mới phát hiện ông đã mất. Nhà báo Trần Nhật Minh, người cùng nhà thơ thực hiện chương trình phát thanh Khách đến chơi nhà và đôi bạn văn chương cho biết, nhà thơ mắc bệnh phổi vài năm nay. Những ngày cuối đời, sức khỏe của ông xuống dốc do buồng phổi tổn thương, nhưng vẫn gắng gượng đến đài để thu chương trình. Anh Nhật Minh nhớ, hình ảnh ông ngồi nép bên bàn, vóc dáng nhỏ thó, nén từng cơn hô để không đứt mạch truyện trong khi thu. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói, Hoàng Nhuận Cầm là cây bút xuất sắc thời kỳ chống Mỹ. Thơ Hoàng Nhuận Cầm chính là cảm xúc của những lớp học trò cầm súng ra trận. Rất trong trẻo, tươi sáng, đẹp như làn sương sớm bay trên thảm cỏ ban mai. Ông rất nhiệt huyết với thi ca. Mỗi lần nói chuyện, bình thơ, ông như một ngọn lửa bùng cháy. Ông Trần Đăng Khoa nói, ông Khoa nhớ ngoài đời, cố nhà thơ nói chuyện dí dỏm, thường được mời đi giao lưu nhiều chương trình. Hoàng Nhuận Cầm nổi tiếng với các bài thơ tình gắn liền với học sinh sinh viên, được nhiều thế hệ bạn đọc yêu thích như Chiếc lá buổi đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa về đang kêu, Họ hẹn mãi cuối cùng em cùng đến, Viên xuất sắc mùa thu. Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đêm hội Long Trì, Hà Nội mùa đông năm 46, Mùi cỏ cháy. Ông từng đóng phim nổi tiếng với vai bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và vai nhà thơ phim Sổ đỏ. Dù bận rộn viết kịch bản làm phim, nhưng Hoàng Nhuận Cầm nói ông chưa từng sao lãng việc làm thơ. Ông từng chia sẻ quan niệm sáng tác, thơ cũng là tình yêu, không ép buộc được đâu. Khi gọi nó không đến, nhưng khi đuổi thì nó không chịu đi. Bằng những kinh nghiệm làm thơ riêng của mình, tôi thấy những bài thơ hay lại ra đời những hoàn cảnh chẳng thơ chút nào. Nhà thơ đoạt giải báo văn nghệ năm 1972, năm 1973, trong thời gian chiến đấu ở Quảng Trị. Dành cho chùm thơ trong đó có bài Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu. Tuy nhiên, sau tập thơ in năm 2008, nhà thơ không cho ra mắt tuyển tập mới nào. Ông nói, theo thời gian, tôi nhận thấy mình trầm tĩnh hơn, sâu sắc và thận trọng hơn khi công bố trước công chúng. Dù chỉ là một bài thơ của mình, nhưng dù trước đây hay sau này, tôi không muốn phụ lòng bạn đọc. Nếu không làm được hay hơn và mới hơn trước thì thà đừng in còn hơn. Trong lĩnh vực biên kịch, Hoàng Nhuận Cầm được vinh danh biên kịch xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và Cánh diều vàng 2011 cho kịch bản phim Mùi cỏ cháy. Tác phẩm lấy cảm hứng từ nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc và hàng loạt nhật ký thời chiến của các liệt sĩ khác như Đặng Thùy Trâm, Vũ Xuân, Hoàng Thượng Lân, Hoàng Kim Giao, được ông thai nghén suốt 6 năm. Ông xây dựng 4 nhân vật chính là Hoàng, Thành, Thăng, Long. Trong đó nhân vật Hoàng yêu thơ, mơ mộng hay xúc động, mang dáng dấp của chính nhà thơ. Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952 ở Hà Nội. Ông là con trai của nhạc sĩ Hoàng Giác. Ông từng chiến đấu trong sư đoàn 325B ở Quảng Trị. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình đại học đến năm 1981. Ông làm việc cho hãng phim truyện Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam. Cùng vợ lập hãng phim tư nhân Diệp Vân, ông trải qua 3 đời vợ, cuối đời sống kín tiếng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.